Ngày 20 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt ông Nguyễn Đức Huyện, 60 tuổi, trú thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 4 năm tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trưa ngày 11 tháng 4 vừa qua, ông Huyện điều khiển xe Lexus đến trước số nhà số 2 Nguyễn Công Trứ, thành phố Quy Nhơn để chờ đưa tang. Đến khoảng 13 giờ 10 phút cùng ngày, thấy đội mai táng làm thủ tục di quan nên ông thao tác chạy xe đi. Trong quá trình ông thao tác đối với các bộ phận ga, thắng, cần số của xe và đưa cần số vào vị trí di chuyển xe về phía trước, làm xe vọt mạnh, tông vào những người đang làm dịch vụ tang lễ. Vụ tai nạn làm 4 người chết, 8 người bị thương. Công an thành phố Quy Nhơn đo nồng độ cồn bằng phương pháp thổi đã cho ra kết quả của ông Huyện có nồng độ cồn 0,315mg trên lít. Ông khai nhận trước khi chạy xe đến đưa tang, trong lúc ăn cơm trưa tại nhà riêng, có uống một ly rượu thuốc. Kết quả giám định cho thấy hệ thống phanh, lái, chân ga, cần số ô tô vẫn hoạt động bình thường. Theo hội đồng xét xử, ông Huyện đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương, tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.